Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Dâu. Hôm nay Dâu sẽ hướng dẫn mọi người nấu một món, đó chính là món bò kho. Nguyên liệu của chúng ta sẽ gồm có 1 kg bò. Mọi người lựa bò có nạc có mỏ ăn cho nó ngon ha. 5 củ cà rốt, 1 ít sả cay, hành tỏi băm, sả băm, gừng giã nhuyễn nha mọi người, với lại 1 ít gia vị nấu bò kho. Cái này mọi người có thể mua ngoài chợ ha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Trước tiên thì mọi người cắt cà rốt thành khúc khúc dạng xéo nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ướp thịt nha mọi người. Chúng ta sẽ cho 1 muỗng nước mắm, đổ 1 hũ gia vị nấu bò kho vào. Hai muỗng hạt nêm, 1 muỗng đường, 1 ít bột gia vị nấu bò kho nha mọi người. Để bò kho thêm phần đậm đà thì mình sẽ cho 1 ít tương cà vào nha mọi người. Đây cũng chính là bí quyết nấu bò kho ngon của gia đình mình nha. Sau khi mà nêm nếm hết tất cả các gia vị rồi thì mình sẽ để cái thau bò này khoảng 20 phút cho gia vị nó thấm vào nha mọi người. Bò sau khi đã thấm rồi thì mình bắt đầu đem đi xào nha mọi người, xào sơ cho nó săn lại. Đừng quên bỏ hành tỏi gừng sả vào cho nó thơm nha mọi người. Gia vị sau khi phi vàng như thế này thì chúng ta sẽ đổ bò vào xào nha mọi người. Bò sau khi xào xong rồi mình sẽ bắt xuống và mình bắt nồi nước dùng lên nha mọi người. Nước dùng này mình sẽ dùng nước dừa nha. Mình sẽ bỏ hết sả cay cắt khúc và cà rốt vào luôn nha mọi người. Nước sau khi đã sôi rồi thì mình đổ hết bò vào nha mọi người. Chúng ta sẽ hầm cái nồi bò này khoảng 30 phút nha mọi người, cho gia vị nó thấm đều hơn, rồi sau đó mình sẽ nêm nếm gia vị ha. Chúng ta sẽ bắt đầu nêm nếm gia vị nha mọi người. Chúng ta sẽ bỏ 1 muỗng muối, 1 muỗng đường, 2 muỗng hạt nêm, 3 của mình đã chín rồi đây mọi người. Bây giờ mình sẽ múc ra tô và trang trí nha. Món bò kho của mình đã hoàn thành rồi đây mọi người ơi. Món này mọi người có thể ăn với cơm, với bún, mì gói, bánh mì. Cái nào cũng được hết, cái nào cũng ngon hết nha mọi người. Chúc mọi người thành công với món này nha. Nếu mọi người thấy thích cái video đừng quên like, share, subscribe, ủng hộ kênh YouTube cho Dâu nha. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người vào món tiếp theo nhé.